Hôm nay có dịp đi qua khu vực An Phước, quận Long Thành, Đồng Nai thì ghé qua dự án Game Skyworld và sẵn tiện đây thì lên quay luôn cái hạ tầng của khu vực này cho cả nhà mình cùng xem về tiến độ hạ tầng của một dự án nổi đình nổi đám trong những năm vừa qua do Đất Xanh phân phối, dự án Game Skyworld, một trong những khu đô thị gần 100 hectare. Chúng ta sẽ cùng vào tham quan lại hạ tầng của khu vực này và thực tế của nó hiện nay thế nào. Đây là tuyến đường D1, tuyến đường đi thẳng vào trung tâm của dự án Game Skyworld. Thì dự án Game Skyworld này có diện tích là 92,2 hecta với quy mô 92,2 hecta và trên 4.000 sản phẩm gồm nhà phố, nhà liền kề, biệt thự và thương mại shop house được bán ra thị trường. Thì trên con đường này hầu như được bố trí là shop house, nhà xây sẵn một trệt ba lầu. Cái đoạn này là hiện nay đang xây dựng lỡ dở, chúng ta đi di chuyển vào trong một tí nữa để xem về cái có căn phố shop house nào hiện nay đã hoàn thiện hay chưa. Bên trái chúng ta xuất hiện một dãy shop house, bên phải là quý chị đã hoàn thiện thô, ở bên ngoài là hoàn thiện xa hoàn thiện hết và bên trong là hoàn thiện thô quý vị. Về hạ tầng của khu này thì chúng ta mới đi vào tuyến đường trục chính này, chúng ta có thể thấy là về hạ tầng làm khá là tốt ha. Điện âm vỉa hè, đường, cây xanh, cảnh quan thì đoạn chúng ta đã di chuyển thì hầu như là đã xong hết rồi nè. Tuyến thương mại hiện nay rất là đẹp ạ. Cái tuyến thương mại thì tuyến Linh thấy đó là tuyến của đường D1, có quá nhiều sàn phân phối luôn quý vị. Alphaline, Valentina, Đất Xanh, quá trời thương hiệu và đơn vị phân phối của dự án này. Thì dự án này nó thuộc xã An Phước của huyện Long Thành, một khu đô thị đầu tư khá là bài bản do Đất Xanh hiện nay đang phân phối và một số đơn vị đối tác. Dự án này cũng mới được mở bán trong cái giai đoạn thời điểm dịch quý vị, trong giai đoạn thời điểm dịch là bắt đầu triển khai bán. Thì hiện nay ở phía dưới này có một khu nhà xây sẵn nè, phía dưới thì hiện nay theo như Linh ở khu vực này thì hiện nay nhà dân thì chưa có, còn một số nhà shop house hiện nay của chủ đầu tư xây thì cơ bản đã hoàn thành được một số rồi. Về hạ tầng của nó thì ta có thể quan sát xung quanh là hiện nay khoảng tầm được 90-95% nữa quý vị. Về cây xanh nè, điện chiếu sáng nè, xong hết. Ở bên này dãy này chắc cũng là xây shop house luôn. Hôm nay thì trời nó đang mưa lâm râm nên chất lượng hình ảnh nó sẽ không có được sắc nét cho lắm. Chúng ta ra tới cổng sau của nó rồi. Rồi, nên sẽ di chuyển qua một số tuyến đường nhánh cho quý vị xem nè. Rất là đẹp ha. Thì ở khu vực này á, bên này đối diện với nhắc với khu dân cư ở bên ngoài này quý vị, khu nhà dân ở ngoài thì khu này hiện nay á, thì xung quanh đây khu công nghiệp còn rất là nhiều nên về tiềm năng về sau này đối với những khu đô thị lớn như thế này cũng khá là tốt cho quý anh chị qua ở cũng như đầu tư, chủ yếu là chúng ta mua trong giai đoạn nào và tầm giá nào chúng ta mua hợp lý để chúng ta có một sản phẩm bất động sản đầu tư an cư cho phù hợp. Còn về hạ tầng ở khu vực này thì đánh giá là 9 trên 10 điểm rồi quý vị. Chỉ chờ dân cư về ở nữa thôi. Như ở phía ngoài dân này quý vị, nó ở phía ngoài bên tay phải là khu ngoài của dự án này, dân cư người ta ở bên ngoài rất là nhiều.
có nhiều tuyến đường ở bên tay phải này, tách ở bên ngoài khu dân cư. Ở nơi khu này hiện nay là dân cư bên ngoài người ta đã có rồi và nó nằm ở ngay trong lòng khu công nghiệp. Nên vấn đề về dân cư chắc chắn một sớm mai đây thì dân cư người ta họ sẽ về ở sớm hơn quý chị. Chủ yếu là về vấn đề chăm sóc khách hàng, về vấn đề chăm sóc hạ tầng và pháp lý của khu vực này. Nếu như xong sớm và hỗ trợ tốt thì về vấn đề dân cư về khu vực này sinh sống sẽ rất là nhanh thôi. Đó là một số thông tin Linh cập nhật cho quý anh chị xem và Linh sẽ dừng video tại đây. Rất là cảm ơn quý anh chị đã theo dõi và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.